Đây, bữa nay anh em mình là ăn một buổi cơm nó bài bản tí xíu. Mình đang neo đậu ngay phía trước của hai nút rũ này ha. Đó, hai nút rũ trong cái video mà mình quay ở một cái video khác. À, giờ trong gió hai nút rũ nhìn rất là đẹp. Làm thôi mình. Đây, bữa nay mình quay một bữa ăn bài bản của anh em ở trên ghe nha anh em. Bữa nay không có vô bờ cho nên là anh em ở trên ghe sinh hoạt nó hơi bài bản tí xíu. Gồm cả món thứ nhất là thịt luộc chấm bánh tráng nè. Ủa, cuốn bánh tráng vô quên. Thịt ba chỉ luộc. Món thứ hai là ké vừa mới câu dắt, ké bò câu dắt làng chấm hủ tạc. Đây có nước chanh đây, hành tây ướp đá, này là nước chấm đây. Món thứ ba nữa là chả ram cuốn với thịt băm đây, đó chiên bớ bánh tráng nữa đây, mới chả ram đây anh em. Mau quá. Đây có dưa leo. Bò thúng mau quá. Cuốn bánh tráng. Rất là bài bản. Bò thúng sầu ông ơi. Bò thúng xuống sầu đầu. Qua sầu đầu nè. Đây ông Trời Tý đây. Đây ông Trời Năm. Anh dối qua bên ghe lưới thở. Anh mời khách bên ghe lưới. Đối tác nhiều lắm. Nhúc anh lắm. Em uống bia Wina. Sẵn tiện mình quảng cáo bia Wina luôn. Rẻ. Vâng thôi. Vô. Chù uống dở nắp lên lông nách dài giữ che. Để đâu? Làm hết rồi anh em. Dở nách lên luôn thử có lông nách không? Dở nách lên. Kéo lên. có. Bữa nay bình thường là tới ba ông trời, bữa nay cả hai ông à. Còn thằng trời con kia nó về nó đưa em gái nó sang sông rồi cưới chồng rồi, về nó đưa em gái nó đi cưới chồng rồi cho nên không có thằng trời con, còn lại bán trời tre đi làm miếng thịt ba chỉ vậy, nhìn mấy ông ăn thèm quá. Ba chỉ chấm bấm bồ tạc ăn ngon nha bồ. Qua sao múc qua đây che. Quy phạm bản quyền nha. Chấm lộn trộn. Nước chấm nè, khoe riêng. Ai thích gì là khoe nói. Không mà nấu cơm nước thì bình thường thì có ké hoặc là lúc còn đòi cơm nước thì nó lúc bằng làm thì anh em anh em ăn uống qua lua. Còn mấy lúc có thời gian rỗi thì anh em làm xuyên nấu ăn bài bản hơn. Lên. Lên cái này. Lên cái nữa đây. 5 vít. Màu quá hết giỡn. Ăn dây còn cơm gì nữa chê. Đây là ông trời nhỏ nhưng mà ông cũng muốn làm lớn lắm. Nhiều chuyện nhiều danh. Còn trời lớn đây thôi sàn đủ kiểu. Wow. Sao quê làng sao mùi tươi rất đẹp quê. Làm miếng ké tươi đi, nãy giờ chưa ai làm ké tươi hết đi. Mấy con không dám bỏ thấy chỗ đâu sợ nó nhận đâu. Nhận đâu tìm tốn quá sao không dám. Này ké tươi bỏ vô chanh nó tái lại nè. Tái lại đó, tái lại nè mọi người. Đây mình chấm một miếng ké tươi. Dạ ké chấm vô nước mực bạc.
đường nào nó vô. Bự tử. Lèm lòn sò mấy đường nào nó không vô tới bụng á. Chưa nồng lắm. Đây chai màu tẹt nè. Tẹt nắp vuông bài bản nha, nhập khẩu á. Phe cỡ vậy mà mấy cái quặn quặn gì mà chưa nồng mà. Loại đây xịn nó giao quay vài giao phe nhiều quá. Phe tim nữa. Đây anh Nam viết về răng yếu cho nên là ăn bánh tráng nướng xong rồi rồi nhúng nữa. Giờ còn bánh tráng này là nhai không nổi. Bánh tráng này là nhai chắc chắn là không nổi. Wow, giờ phe đi nó xanh kịn đi. Căng rồi nha. Vô cuốn rồi. Wow. Vô cuốn, tay đang quay đây mà vô cuốn. Chưa vô cuốn được. Đang quay cho mọi người xem cho nên tay cầm máy quay còn tay là gấp ăn cho chưa cuốn bánh tráng được. Cuốn cho mình cuốn đi. Đưa cuốn đó đi. Đấy, đây mắt quay cho nên tay cuốn không được cho nên là anh Tý cuốn giùm một cuốn. Biết đó. Ơn anh Tý một cuốn ăn nữa ngay vậy đâu thua đèn giờ thấy còn bánh xíu vậy làm tưởng khối lòng mấy kế ăn ba người nhiêu đây mà ông Nam ông sợ anh là ăn không lạ anh em tranh thủ ăn cho thua đèn. Cái rem gì đây mà phái coi uống mấy cái hạt trơn mời anh em cùng mà ăn sáng nha. Này ăn sáng là tính luôn bữa trưa luôn á. Này nãy giờ quay miếc quên ăn quên mời anh em luôn. Bánh tráng cuốn thịt ba chỉ mà chấm vô mắm mù tạt ăn lên nồng để không anh em. Lên đây ông tàu nhỏ. Đây. Nhậu với hai ông trời để tàu biếng còn gì chưa. Nói chung là mình ở nhà là mình ít nhậu á. Bởi vì giờ nhà nó thời gian nghỉ làm nó có 2-3 ngày, 3-4 ngày mình phải tính toán chi phí rồi chạy đi chạy lại rồi cũng chở vợ con đi chơi ngày đi siêu thị ngày rồi nó không có thời gian nó nhậu cho anh em được cho nên là ở quê ghe lúc nào có thời gian rảnh thì làm cho anh em hoài luôn. Phát hiện ra bánh tráng cuốn thịt ba chỉ chấm với nước mắm mà pha chút mù tạt ăn sướng lắm. Con chỗ chữ cái bò vừa mới kéo lên luôn. Còn cái bò mấy ký luôn á. Cái bò mấy ký nhưng mà anh em ăn mấy cái thức ăn này nó no. Đâu mà dễ ăn 3 ký chưa? 3 ký đúng không anh Nam? Bà bè kia bà mà bà ăn vô mà. Ăn vô kéo một bức câu luôn mà bà cánh. Chỉ có điều là quay mấy video của anh Nam kéo ké nhiều quá rồi mình không quay nữa nên là bữa nay quay bữa ăn cho anh em xem. Nếu nghĩ lên tầm 5 ký là tầm bà phải gì bà gian hả bà đập bà gian thấy bà chở được không bà gian không vớt rồi 5 ký là thành bà cổ à bà gian làm gì cũng luôn. Trong tới 20 ký thành tới bà cô. Đó anh Nam nói con 3 ký mà lớn lên thành 5 ký là bà vàng. Lên 20-30 ký là thành bà gù. Mà lên cỡ 50 ký là thành bà cổ à. Bà cổ à. Bà cổ kéo lớn. Kéo lúa. Bà gù lớn, bà gù nhỏ. Nói nước hết rồi.
Bà về ăn con cá bị ký luôn. Cái bà về anh ta lớn cỡ đâu mà cực ký luôn. Bà 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 bài bản anh em có nước xì dầu đã pha một tạt nè, nước tương nè, cục sạc dự phòng nè, vừa sạc vừa quay luôn nè. Wow, một cuốn thử gì cuốn một cấu gieo rồi dễ sẵn nè anh em nào ăn rồi muốn phê thêm đều phê đó, bài bản lắm. Bia chai nước mắm nhè tự muối luôn á, nó hết cái đồ lạnh mắm về cơ. Mình không có ăn mắm cái bùa bóng của anh em không hay là nó ghi đi bùng bóng á, được tao lấy tao bỏ trong tô này, tao bỏ tô đấy ra một đầu để đỡ mắm nó nhè muối gắt quy quy như nó in có đồ lạnh không bỏ vô có cái dập đồ anh em, cái dập cái gỡ lưới đồ á thì đem về nhà muối hoài tè hoài tè, lúc đó anh em đi biển ăn qua đẻ thầy mình muối luôn nha anh em, đẻ thôi nếu mới kéo con dây rồi nếu hai dây rồi là để cho hai dây thầy của nó xem hai dây thành sư phụ đó nha thầy nữa, kéo một dây mà tới ăn tới năm con sáu con mà con loại ba ký luôn không á là phải đứng số lại, không cách nào mà kéo cái đèn câu đó nữa, đứng số lại dây tròn lại cho anh em kéo hết mấy cái đó lên. Một dây mà một mâm dây mà nếu mà một hai dây thôi vậy chưa hết mà chúa ăn hết sáu lưỡi luôn, nay mát nước hay sao ăn sáu lưỡi luôn. Đây nè, cuốn bức quần tráng luôn vậy, vậy cuốn con là bánh chăn nướng không à, răng nhai bánh tráng này đâu nổi, đâu nhai bánh tráng này không nổi. Nhưng mà chơi gái gớm lắm nha. Nhìn nhà chơi gái gớm lắm. Chơi gái khỏi khỏi có đường chơi nữa. Chơi gái khỏi chơi. Anh biết mày vô chơi gái là mang cỡ 1 triệu là chưa tới tiền, chưa tới lúc đánh tiền là bo hết tiền rồi. Biết chơi gái gớm lắm. Còn anh tí là nói mà vô chơi gái là chừng nào bảy gì bài nhạc con người ta mới có tiền bo. Em nào đụng nghe cô năm cô viết theo về thầy nghe luôn. Còn nghe anh Năm nói không? Em nào mà đụng chúng anh Năm á, anh Năm viết đó là mơ anh Năm theo về tới nhà luôn. Quên nhà quên quá. Nên là mà nó theo mấy cô đâu mà bỏ trốn chạy mất. Bỏ nha. Bỏ người lại cô. Năm mà đi chơi gái là gái toàn bỏ bồ. Nay không dám đi chơi gái nữa, sợ gái sợ mấy chị bỏ chồng. Trong lúc đang ăn thì anh Năm câu được con cá mú nè anh em. Đeo vô lên thử anh em. Giờ là tối á. Quá dở là wow. Cá mú đó làng chắc còn được cỡ 5 miếng. Bên 6 miếng. 6 miếng cứng. Bên kia 3 miếng, bên đây 3 miếng. Rồi. Gỡ màu làng leo. Gỡ. Gỡ câu làng luôn. Làng vô trong cái bữa nhậu đây luôn nha anh em. Đây. Hầu sẵn tay làng luôn. Sẵn tay làng luôn. Quá giữa làm ăn giỏi rồi, ngõ làm ăn rồi làm gì đâu. Đây nè, Nam đang lấy dao nè. Nấu sách mắt cho trứng nha anh em. Câu lên giờ Nam lấy dao á, đó, lấy dao ra làng luôn. Làng cho vô son luôn. Làng đưa vô cái dĩa này luôn nha anh em. Đây. Dĩa đang ăn lỡ dở nãy giờ nhậu rồi được ba lon. Mình quăng hai lon, mình tí còn quăng hai lon. Anh em mới quăng lon này còn gì hiểu. Đây, giờ nhúng vào tạt cái mú của anh em câu luôn. Đây. Anh em câu cái mú lên xem làng được 5 miếng. 1 miếng. 2 miếng. 3 miếng, 4 miếng. 4 miếng. Còn cái mú lúc nãy làng được 4 miếng trắng bóc luôn.
khác với cây bo nha mấy bạn. Rồi anh em bước vô anh em. Trời ơi. Đây là ngọt cưới. 4 miếng nha. Miếng ly y bè. Vò đây một miếng đây một bên luôn. Miếng đây một bên. Hai cây hầu phía bên này phía bên lưng của bên kia. Ăn qua hành tây. Thôi video cũng dài rồi, cũng cảnh quay cảnh anh em sinh hoạt nói chuyện chơi ở trên ghe. Đây mình cũng quay ra bên ngoài đang ở cái hòn nội ngoại nè anh em. Đó, hòn nội ngoại nè, hai chiếc tàu đúc đủ nè. Mấy chiếc ghe neo đậu xung quanh đó. Xin chào và tạm biệt anh em nha.